Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cũng đến với tác phẩm Tâm nguyện thời gian cho Thiên Chúa, hướng dẫn đời sống tâm nguyện. Tác giả Jacques Philippe do Đức ông Phêrô Nguyễn Chi Thiết chuyển ngữ. thưa quý thính giả, cầu nguyện là gì? Thực ra có rất nhiều định nghĩa, nhưng đa số các nhà tu đức và linh đạo đều đồng ý rằng cầu nguyện là nâng tâm hồn lên của Chúa. Định nghĩa này phổ thông và cô động ý nghĩa nhất. Cầu nguyện có thể là khẩu nguyện hay tâm nguyện. Khẩu nguyện là dùng một câu kinh hay một đoạn sách thánh hay sách thiêng liêng đọc thành lời hay nhậm trong trí để suy niệm giúp cầu nguyện. Còn tâm nguyện là cầu nguyện bằng con tim Nói cách khác, cầu nguyện bằng tình yêu Trong truyền thống công giáo Tây Phương Người ta gọi tâm nguyện là hình thức cầu nguyện đối diện với Thiên Chúa Trong cô tịch và trong thầm lặng Với lòng khao khát được hiệp thông trong tình yêu thân mật với Chúa Thời gian vắn dài tùy lúc và tùy người Làm tâm nguyện nghĩa là thực hành cầu nguyện được nhìn nhận như một phương thế tốt nhất và cần thiết để đạt tới đời sống Kitô hữu đích thực, để biết và yêu mến Thiên Chúa, để có thể đáp trả lời Ngài mời gọi mọi tín hữu nên thánh. Được thuyết phục bởi khao khát này, tác giả muốn trình bày trong tập sách nhỏ bé này một vài lời khuyên và hướng dẫn thật đơn giản, hầu giúp mọi người có thiện trí và áo ước cầu nguyện dễ dàng dấn thân bền đỗ trên con đường tâm nguyện mà không bị những khó khăn chán nạn bỏ cuộc. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong chương thứ nhất với tựa đề Tâm nguyện không phải là một kỹ thuật nhưng là một hồng ân. Tác giả minh định rằng tâm nguyện không phải là một yoga Kitô giáo. Để bền đỗ trong đời sống tâm nguyện cần tránh những lệch đường ngay từ đầu, cần phải hiểu điểm chuyên biệt của cầu nguyện Kitô giáo hoàn toàn khác biệt với những cách thực hành tâm linh khác. Càng phải phân biệt hơn nữa bởi vì trước chủ thuyết vật chất hóa của văn hóa hiện đại, con người thời nay khao khát đấng tuyệt đối, khao khát thần bí, khao khát hiệp thông với đấng vô hình. Đó là điều tốt, nhưng lại thường xuyên chệch đường, rơi vào những con đường gây thất vọng, đôi khi còn rất tai hại. Chân lý nền tảng đầu tiên cần nắm vững, nếu không người ta sẽ lạc xa chính đường. Đó chính là đời sống tâm nguyện, hay nói cách khác đời sống chiêm niệm, không phải là kết quả của một kỹ thuật nhưng là một hồng ân đến từ thiên chúa hay nói khác đi phương pháp tâm nguyện tốt nhất là không có phương pháp bởi vì tâm nguyện không đạt tới bằng nhân lực hay bằng một chiêu thức nào đó một danh từ thường được dùng ngày nay không có phương pháp tâm nguyện nào hết theo ý nghĩa là không có một bộ chiêu thức nào để áp dụng cho việc cầu nguyện có kết quả cầu nguyện chiêm ngắm đích thực là một hồng ân chúa ban một cách nhưng không nhưng vấn đề là phải biết đón nhận hồng ân ấy như thế nào có lẽ chúng ta cần phải nhấn mạnh điểm này nhất là ngày nay bởi vì hiện có một làn sóng phổ biến trên toàn thế giới về những phương pháp suy niệm đông phương như yoga zen hay thiền bởi vì tâm thức hiện đại muốn dùng các kỹ thuật vì họ luôn luôn bị cám dỗ bởi trí năng con người muốn làm cho đời sống ngay cả đời sống tâm linh trở thành một cái gì có thể thao tác theo ý mình người ta thường có một hình ảnh sai lầm về đời sống tâm nguyện như một loại yoga kitô giáo Người ta đã muốn cầu nguyện, như là cách dùng một số phương thế tập trung tư tưởng để suy ngắm, một số kỹ thuật về hơi thở, một số thế hay một số thái độ mà thể xác lặp đi, lặp lại. Một khi những hình thái thực hành này đã được làm chủ, thì người ta nghĩ rằng có thể đạt tới một trạng thái ý thức siêu việt. Cách nhìn sự vật như thế hiệu ngầm là những kỹ thuật đông phương đôi khi ảnh hưởng trên quan điểm cầu nguyện và đời sống thần bí khi tô giáo, đưa đến một quan niệm sai lầm trầm trọng. trọng. Vì thế, tác giả Minh Định Tâm nguyện không phải là một hình thức yoga. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm gồm 5 chương chính và 2 phụ chương. Trong chương thứ nhất, tác giả xác định Tâm nguyện không phải là một kỹ thuật, nhưng là một hồng ân để rồi đặt ra câu hỏi trong chương 2 phải dùng thời gian tâm nguyện như thế nào. Chương thứ 3 nói về biến thiên của đời sống tâm nguyện, tức từ trí năng đến con tim. Trái tim bị chấn thương, tim ta và trái tim của hội thánh. Chương 4 nói về những điều kiện vật chất của việc tâm nguyện, như thời gian, nơi trốn và những thái độ thể lý. Chương 5 giới thiệu một vài phương pháp tâm nguyện như suy niệm, cầu nguyện với con tim, tâm nguyện với chuỗi mần cồi, hay phản ứng thế nào trước một vài khó khăn như khô khan, nhàm chán, bị cám dỗ hay chia trí. Tác phẩm còn có hai phụ chương. Phụ chương một giới thiệu phương pháp suy niệm theo linh mục Leberman và phụ chương 2 tập thực hành việc hiện diện trước mặt Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Tâm nguyện thời gian cho Thiên Chúa hướng dẫn đời sống tâm nguyện, dày 172 trang trên khổ giấy 11.5, 17.5 cm. Tác phẩm hy vọng là một con đường để giúp các Kitô hữu có thể đi vào đời sống tâm nguyện, một cách thế kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Tâm Nguyện, Thời gian cho Thiên Chúa, Hướng dẫn đời sống tâm nguyện có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại